năm 2009, dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đảo Hà Nam với tổng mức đầu tư trên 274 tỷ đồng đã giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra. Theo đó, đã có 33 công trình được đầu tư triển khai xử lý hệ thống kè, nạo vét rãnh thoát nước khu vực đông dân cư, các điểm bị ô nhiễm môi trường do chất thải, kênh bị bồi lắng, dẫn đến tình trạng tiêu thoát nước kém. Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực đảo Hà Nam được triển khai cũng là niềm mong đợi của hơn 12.000 hộ dân sinh sống tại đây. Nhiều công trình, 100% các hộ dân đã đồng tình hiến đất, chung sức cải tạo cảnh quan môi trường. Trước ngày nó chưa có cái kênh vệ sinh môi trường này, bắt đầu túi bóng rồi rác thải những con súc vật chết đấy, họ vứt ra đầy sông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng mà từ khi có cái kênh thoát này thì nhân dân rất là phấn khởi, mà lại được đường vừa đường điện, rất là ai cũng phấn khởi. Thế nên bây giờ cũng chỉ biết là nhân dân là rất là chấp hành pháp luật và cũng rất là cảm ơn là đã có cái dự án là để xây dựng kênh vệ sinh môi trường. Ngay sau khi dự án thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực đảo Hà Nam hoàn thành giai đoạn 1, đã có lần lượt trên 15 tổ dọn dẹp vệ sinh môi trường lòng kênh được thành lập tại các địa phương. Kênh thoát nước thôn 7, xã Liên Hòa, dài gần 700 mét, được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017. 17 hộ dân nằm dọc tuyến mương đã hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai công trình. Tuyến kênh đã được nạo vét bùn cát và chất thải, kè đá chống sói lở. Công tác vệ sinh môi trường lòng kênh được Ủy ban nhân dân xã Liên Vị giao cố định cho hai người trong xã, thực hiện theo hình thức trả công bằng quyền khai thác thủy sản trong lòng kênh. Tổ vệ sinh môi trường này có trách nhiệm nhắc nhở nhân dân không xả rác xuống lòng kênh, đổ rác đúng nơi quy định và thu gom rác 3 ngày một lần. Từ khi tổ vệ sinh môi trường đi vào hoạt động, môi trường khu phố được cải thiện, những trường hợp vô ý thức xả rác bừa bãi cũng ít đi. Ý thức của người dân nếu như mà nói chung là cũng có trách nhiệm và cao đấy, ở cái thôn 7 này đấy, nếu không thì một mình tôi dọn không thấu được chứ. Đấy là cũng từ ngày mà lên cái làng văn hóa xóm 7 này thì nói chung là cũng tương đối là sạch sẽ. Thì tôi này dọn cái mặt nước. Còn trên đây thì nói chung toàn bộ là về thôn và xóm có trách nhiệm. Trước kia thì khu vực này nó chưa có cái đường và chưa có cái tuyến kênh môi trường này thì nó toàn bộ là ngòi. Đấy, ngòi thì trông nó rất xấu, trông rất bề bộn, nhân dân là ý thức người ta lại tùy tiện rửa rãi vứt rác rưởi. Nhưng từ khi được cái sự đầu tư của nhà nước về cái bờ kè và cái tuyến đường đẹp thì cái ý thức của người dân là cái trách nhiệm là hơn hẳn, coi như hầu như rác rưởi là người ta có ý thức là sáng tối là quét dọn và ăn uống rác thải là đưa vào bao bì để chờ chị thu gom rác để vận chuyển đi, chứ còn không vứt bừa bãi ra cái đường và cái kênh môi trường. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, các hội đoàn thể thị xã Quảng Yên và nhân dân cũng thường xuyên ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm. Đặc biệt tập trung thu dọn vệ sinh rác thải ở các khu trung chuyển rác. 6 tháng đầu năm 2019, qua phát động của các cấp hội, đã có hơn 15.000 người dân tham gia các buổi vệ sinh môi trường. 160 km đường, 64 km kênh mương đã được dọn vệ sinh. Kết quả này khẳng định công tác vệ sinh môi trường đã trở thành một trong những tiêu chí thi đua sôi nổi giữa các thôn, khu trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo thông lệ, chủ nhật hàng tuần, nhân dân thôn Vị Khê, xã Liên Vị lại xuống đường dọn vệ sinh. Đợt ra quân lần này, nhân dân thôn Vị Khê chọn tuyến đường xóm ngoài để tổng vệ sinh và trồng cây xanh hai bên đường. Đây là tuyến đường vừa hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Tại mỗi buổi ra quân như thế này, luôn có hơn 100 thành viên tham gia.
trước kia thì chưa làm, chưa phát động phong trào này thì đường ngõ nó nhiều rác, nó cũng nôi thôi, nó cũng bẩn vì là dân đông. Cho nên bây giờ khi thực hiện cái phong trào này mà cái gì là chúng tôi làm thường xuyên thì là người dân người ta thấy được cái cảnh quan nó đẹp hơn, thì người ta như vậy thì người ta tham gia cùng với mình để cho phong trào nó sạch. Và bây giờ là môi trường đã cơ bản là sạch sẽ, không có điểm rác tồn đọng nữa. Năm 2019, thực hiện nội dung hạn chế rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Quảng Yên cũng đã xây dựng mô hình phân loại rác và biến rác thành tiền tại 6 xã phường, trong đó có 3 xã phường khu vực đảo Hà Nam là Cẩm La, Phong Cốc, Phong Hải. Hôm nay, chị em phụ nữ khu 7 phường Phong Hải tập trung nhau lại tại nhà văn hóa khu tổ chức bán phế liệu sau gần một tháng tích góp. Ai nấy đều rất hào hứng, phấn khởi. Mục tiêu của chúng tôi thì đầu tiên là chưa phải là vấn đề là tiền nhiều hay tiền ít. Nhưng đầu tiên là chúng tôi muốn là chị em có ý thức hơn trong cái công tác phân loại rác và bảo vệ môi trường. Thế tuy nhiên là nhưng mà sau khi mô hình đi vào hoạt động thực tế thì cũng có rất là nhiều chị em phụ nữ ủng hộ, và số tiền nếu như mà mình vận động chị em mà được càng nhiều tiền thì các chị hội viên phụ nữ nghèo hoặc là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì sẽ được ủng hộ và giúp đỡ nhiều hơn. Đấy. Sau mỗi đợt bán phế liệu, toàn bộ số tiền tích góp được sẽ được chi hội phụ nữ phường dùng để ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Làm được việc tốt, chị em trong thôn ai nấy đều nhiệt tình tham gia. Lúc đầu triển khai mô hình cũng gặp rất nhiều khó khăn do chị em chưa có thói quen phân loại rác. Chi hội phụ nữ cũng phải đến từng gia đình vận động hội viên tiến hành phân loại rác ngay tại nhà. Rác được phân làm hai loại, vô cơ và hữu cơ, loại bán được và không bán được. Chúng tôi từng bước sẽ triển khai nhân rộng, đến cuối năm phấn đấu trên 50% chi hội trên toàn bộ các thôn khu chúng tôi có mô hình này. Và với những cái việc làm cụ thể như thế, cùng với việc vận động hội viên phụ nữ hạn chế rác thải nhựa, dùng làn đi chợ, dùng các túi bao sản phẩm nó thân thiện với môi trường như túi vải, túi giấy, thì dần dần thì nhận thức của người dân, hội viên phụ nữ cũng đã được nâng lên và vấn đề về vệ sinh môi trường được quan tâm và được cải thiện. Thị xã Quảng Yên đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 85%. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, thị xã đã tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi tối đa và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình vận hành, mở rộng, nâng cấp công trình cung cấp nước sạch trên địa bàn. Đề xuất hỗ trợ các hộ dân khó khăn vay vốn xây dựng bể chứa nước sạch. Đảo Hà Nam hiện có 3 doanh nghiệp cung cấp nước sinh hoạt, thì xí nghiệp nước Quảng Yên thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là đơn vị có số lượng khách hàng nhiều nhất, trên 5.500 hộ. Tiếp nhận hệ thống cấp nước từ thị xã Quảng Yên từ năm 2015 đã hết khấu hao sử dụng. Xí nghiệp nước Quảng Yên đã tiến hành cải tạo, thay thế những đường ống cũ trong mạng lưới cấp nước, sửa chữa nâng cấp dung tích các hồ chứa. Trên 800 đồng hồ nước và hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được xí nghiệp nước Quảng Yên lắp đặt từ đầu năm đến nay tại khu vực đảo Hà Nam. Nước sinh hoạt được đấu nối đến tận nhà các hộ dân. Như vậy, sau rất nhiều năm phải sử dụng các nguồn nước từ ao hồ kênh dẫn nước không đảm bảo vệ sinh, đến nay, người dân ở nhiều xã phường khu vực đảo Hà Nam đã chính thức có nước sạch để sử dụng. Ngày xưa dùng nước mưa đấy là nó hạn chế lắm anh ạ. Đấy. Thì giờ cảm thấy là dân coi là đôi lúc là cũng mắc bị bệnh mắt đấy. Đấy. Vì sông ngòi ở dưới đây nó lại ô nhiễm. Vâng, báo cáo với anh như thế. Mà đến bây giờ mà thì lại có cái nước sạch. Đấy. Thì dân cảm thấy coi là rất hạnh phúc và nó sạch sẽ con người coi là mắt coi là không bị coi là bệnh mắt đau mắt như lúc chưa cấp nước nữa.
Tại khu vực đảo Hà Nam, xí nghiệp có hai khu xử lý nước sạch tại phường Phong Cốc và xã Liên Hòa, cung cấp nước cho 5 xã phường Phong Cốc, Cẩm La, Yên Hải, Liên Hòa, Điền Vị. Tuy nhiên, công trình cấp nước Liên Hòa hiện đang bị quá tải do dung tích hồ chứa nhỏ, chưa đến 2.000 mét khối. Bên cạnh đó, lịch cấp nước của hồ Yên Lập không liên tục, thời gian tạm dừng dài ngày dẫn đến thiếu nguồn nước thô cấp cho khu xử lý này. Để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng nước của bà con bên đảo Hà Nam, thì công ty cổ phần nước sạch của chúng tôi đã đầu tư cái hồ chứa nước Cẩm La với cái dung tích là 100.000 mét khối nước ngày đêm. Hiện nay giai đoạn 1 thì đã hoàn thành, tức là hồ chứa, tường bao và ống tự chảy. Công ty hiện nay đã đang triển khai cái giai đoạn 2. Với cái tính toán là sau khi mà xong cái dây chuyền cái giai đoạn 2, tức là nó vào, nếu không có gì sai lệch, nó vào độ cuối năm 2019, thì chúng tôi sẽ cung cấp đủ cái khả năng sử dụng nước của bà con bên toàn xã đảo Hà Nam. Trong chiến lược phát triển của thị xã Quảng Yên, đảo Hà Nam sẽ được xây dựng thành trung tâm thương mại tổng hợp và du lịch. Và năm 2020, thị xã Quảng Yên đặt ra mục tiêu trở thành đô thị loại 3 theo hướng văn minh, hiện đại và sinh thái. Những mục tiêu này được đặt ra dựa trên tiềm năng và lợi thế của vùng, nhất là khi tuyến đường cao tốc nối Hải Phòng - Hạ Long chạy qua, tạo sự liên kết tốt giữa Hạ Long, Quảng Yên và Hải Phòng. Và hơn lúc nào hết, vấn đề môi trường càng được đặt ra bức thiết. Đối với việc cải tạo, nâng cấp môi trường, thì ngoài các cái chương trình hỗ trợ của tỉnh qua các năm, thì với khu vực tám xã đảo Hà Nam thì môi trường cũng đã cải thiện khá là nhiều. Đồng thời thì đối với giai đoạn 1 cũng đã đầu tư được cơ bản hoàn chỉnh, nhưng mới cũng chỉ được ở trong khu vực các cái khu dân cư, chưa được đưa ra đến các cái điểm thu gom. Đặc biệt thì đối với quy hoạch tám xã đảo Hà Nam về công tác vệ sinh môi trường, cái quy hoạch các cái trạm xử lý nước thải và các cái khu vực gom nước xử lý nước thì cũng chưa được đầu tư. Thì với thị xã thì rất là mong là các trong cái thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cũng tiếp tục là quan tâm với việc là đầu tư cho cái khu vực tám xã đảo Hà Nam. Bảo vệ môi trường sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng Quảng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.